Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Thưa quý vị và các bạn, chuyện gương gỡ lại lành với những cặp đôi trẻ hiện nay là chuyện hết sức bình thường, phải không ạ? Điều đó cũng có thể xảy ra với nam ca sĩ vô cùng nổi tiếng của Việt Nam, đó chính là ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì cư dân mạng truyền tai nhau rằng Hồ Quang Hiếu và vợ cũ của mình có những dấu hiệu là gương vỡ lại lành, quay trở lại với nhau sau hơn 8 năm họ ly hôn. Thực hư câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video này của chúng tôi để chúng ta cùng nhau tìm hiểu rõ hơn và chi tiết hơn quý vị nhé. Đồng thời chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về vợ cũ của Hồ Quang Hiếu là ai. Vâng ạ, tất cả sẽ có trong video này của chúng tôi. Đảm bảo sẽ không để quý vị và các bạn phải thất vọng đâu ạ. Quý vị và các bạn đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, chia sẻ video này giúp chúng tôi nhé. Và đặc biệt là hãy ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh, cũng như là để nhận được thông báo khi mà kênh ra những video về tin tức mới nhất, nóng hổi và chính xác nhất quý vị nhé. Vâng ạ, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Hồ Quang Hiếu và vợ cũ ngay sau đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Hồ Quang Hiếu tái hợp với vợ cũ, hàng triệu người tò mò, gương vỡ lại lành. Hồ Quang Hiếu và Ly Lê tỏ ra khá thoải mái khi mà ngồi kề cận và diễn xuất khá ăn ý. Mới đây trên trang TikTok cá nhân, ca sĩ Hồ Quang Hiếu vừa mới đăng tải một số video với nội dung hài hước theo trend của mạng xã hội. Điều khiến cư dân mạng chú ý chính là sự xuất hiện của Ly Lê, vợ cũ của nam ca sĩ này. Theo đó thì Ly Lê là nhân vật nữ chính trong video, cả hai thoải mái ngồi cạnh nhau và phối hợp diễn xuất rất ăn ý. Đây là lần đầu tiên Hồ Quang Hiếu và vợ cũ công khai xuất hiện chung sau 8 năm đường ai nấy đi. Theo đó, trong clip Hồ Quang Hiếu và Ly Lê tỏ ra khá thoải mái khi ngồi cạnh và diễn xuất cùng với nhau khá ăn ý, thu về hàng triệu lượt xem. Điều này khiến cho nhiều người đồn đoán rằng đây chính là động thái ngầm thông báo chuyện gương vỡ lại lành. Sau nhiều năm ly hôn cả hai mà đôi này quay lại thì đúng là hết ý, trời sinh một cặp, người yêu năm ấy đã từng về chung một nhà, đây là vợ cũ của Hồ Quang Hiếu mà. Tuy nhiên một số người lại cho rằng hiện tại Hồ Quang Hiếu và Ly Lê đã trở thành bạn bè, không ngại hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Hơn nữa Ly Lê cũng có kinh nghiệm diễn xuất nên việc được mời hợp tác là điều khá là bình thường. Thưa quý vị và các bạn, Ly Lê tên thật là Nhật Vi, sinh năm 1992, từng là một hot girl nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng với sự tự tin, cô là người mẫu và diễn viên xuất hiện trong nhiều video của HKT, Du Thiên, Hồ Quang Hiếu, v.v. Cũng trong thời gian gần đây, chú ý nhất Ly Lê bén duyên và âm thầm tìm hiểu ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Đến năm 2013, cả hai kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân này không kéo dài được bao lâu. Khi nhiều người phát hiện Hồ Quang Hiếu đã có vợ, anh gây bất ngờ khi cho biết đã kết hôn và cũng đã ly hôn với Ly Lê chỉ sau 10 ngày chung sống mà thôi. Thời gian gần đây, Ly Lê thoải mái chia sẻ về cuộc sống của mình trên trang cá nhân. Cô không còn mặn mà với công việc giải trí mà tập trung cho kinh doanh. Tuy nhiên, Ly Lê vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với những nghệ sĩ nổi tiếng. Gần đây nhất, Ly Lê vướng vào ồn ào hẹn hò cùng với ca sĩ Quang Lê khi tung ảnh quấn quýt bên đàn anh lớn hơn cô 13 tuổi, kèm lời chúc mừng sinh nhật đầy ngọt ngào. Tuy nhiên, thì giọng ca đập vỡ cây đàn tiết lộ cả hai chỉ chụp ảnh chung tình tứ cho vui chứ không hề có vấn đề gì. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hôn nhân thì chắc chắn rằng không có một cặp đôi nào muốn xảy ra rạn nứt và đi đến ly hôn, phải không ạ? Và tôi tin chắc chắn rằng Hồ Quang Hiếu và Ly Lê cũng nghĩ như vậy. Việc cặp đôi này quay trở lại với nhau sau hơn 8 năm họ ly hôn là một điều hết sức tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng đẩy thuyền và chúc phúc cho họ nếu như họ hàn gắn được, quý vị nhé. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video này của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video này giúp chúng tôi. Và đặc biệt là hãy ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh, cũng như là để cập nhật được những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Vâng ạ, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.